các bác sĩ về Tây Y. Tây Y. Đúng rồi. Như vậy là đi cắt gai, như tôi bảo gai này cắt không được. Thế là đầu mấy ông thầy lương y thì bảo tôi là cho nước tiểu trẻ con, rồi là ngải cứu. Cái ngải cứu ấy, cái muối nướng viên gạch ấm lên, đặt lên. Cái giai đoạn này khỏi một thời kỳ. Thời kỳ tiếp theo nữa là cái thời kỳ mà nó lại bị. Vì thì bây giờ là phối hợp cái này thì tôi nghĩ rằng một vấn đề thông mạch đây là một tài này cũng hay lắm. Thì là thấy như vậy là khi làm ức chế các cái thần kinh ở dưới và đồng thời kết hợp với bơm máu thì tôi thấy hiệu quả nó có tác động, cảm thấy nó râm ran ở dưới. Có nghĩa là máu nó về đấy. Không biết có phải không thì cảm nhận như vậy thì có làm nó thế thôi. Nhưng mà đỡ cái gốc đỡ đau. À, thì thấy rằng là nó cũng đỡ được một cái hiệu quả nó đỡ được tức hơn. Đấy là không làm. Mà tôi thấy là rất là quý. Thế nên là tôi rất là cảm ơn. Học đi thêm đêm một cái ý tưởng xử lý về vấn đề bơm máu để nuôi dưỡng những cái phần nào mà bị lão hóa. Đấy một bài học của bạn. Tôi rất cảm ơn. Tốt thì hôm qua cô làm cái gối, hôm nay chuối làm cho một cái gót nữa, chắc là cân bằng rồi, chắc là thì nó đo lại chân, đôi khi nó bằng mặt nhau rồi, chứ nó không có chân dài chân ngắn nữa. Đấy, rất là cảm ơn chương trình và giúp cho chúng tôi chiều nay nữa để thấu hiểu thêm, để nhìn thấy, sờ thấy, thở rồi quý tin. Đấy. Thôi xin mời tiếp. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại: 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.